Đứng lại. Đánh cho người chết. Đánh đi. Thả Triệu Tử Long ra, nếu không ta bắn chết tên quỷ say rượu đó ngay. Hao tâm tổn trí nhưng vẫn thiếu chút may mắn. Liệu quyết định táo bạo của Khinh Y có giúp thay đổi được cục diện? Nếu đã quay lại là muốn đồng sinh cộng tử với huynh, quyết không sống một mình. Bất chấp nguy hiểm để cứu Triệu Tử Long, nhưng thực lực của Sơn Tặc thật không thể xem thường. Mau dẫn Khinh Y đi. Sao buông tay đi? Nếu huynh chết chung với tôi thì không có ý nghĩa gì hết. Sao lại không có ý nghĩa? Lúc nãy là ai nói cùng sống cùng chết, không sống một mình? Rơi vào hiểm cảnh, Triệu Tử Long sẽ phải quyết định như thế nào và tính mạng của họ sẽ ra sao? Tôi sẽ không buông tay đâu. Kính mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến vô cùng hồi hộp gây cấn ở tập 15 của bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long, được phát độc quyền trên kênh TTV11 Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20:10 thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020 để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình Đồng hành cùng phim giờ vàng. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.